Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam đón tin vui, chờ tạo địa chấn ở giải đấu lớn nhất châu Á. Với việc Liban thua Oman đêm qua, đội tuyển Việt Nam sẽ thuận lợi hơn trước lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023. Giải đấu vô địch châu Á Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 10 tháng 2 năm 2024. Giải có sự góp mặt của 24 đội bóng, bao gồm 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Vào ngày 11 tháng 5 tới sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng của giải. 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, trong khi 3 đại diện Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 4, thì tuyển Việt Nam trước đêm qua nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng có nguy cơ bị lọt xuống số 3. Đó là bởi dù AFC từng tuyên bố toàn bộ 12 đội đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á sẽ thuộc nhóm hạt giống số 1 và số 2 của Asian Cup 2023, nhưng lại xuất hiện thêm trường hợp của Qatar. Qatar là nước chủ nhà của Asian Cup 2023 nên mặc định nằm trong nhóm hạt giống số 1. Vấn đề là họ không có mặt ở vòng loại cuối của khu vực châu Á của World Cup 2022. Nên Qatar sẽ đẩy đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong nhóm 12 đội đã lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022, khu vực châu Á ra khỏi nhóm hạt giống số 2 của Asian Cup 2023. Theo thứ hạng FIFA hiện tại, đội bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3 là Liban, hạng 100. Tuy nhiên vào đêm qua, họ có trận đấu giao hữu với Oman hạng 75. Nếu thắng, Liban có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, vốn không thi đấu giao hữu dịp cuối tháng 3 này. Tuy nhiên, Liban lại thất bại trước Oman nên sẽ không thể vượt qua đội tuyển Việt Nam. Và như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2. Cần phải biết, chuyện nằm ở nhóm hạt giống số 2 hay 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng khả năng đi sâu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Nằm ở nhóm hạt giống số 2, chúng ta sẽ tránh được nhiều đội mạnh ở vòng bảng như là Iraq, UAE, Oman, Syria và Trung Quốc. Ngược về Asian Cup 2019, khi đó đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, chúng ta rơi vào bảng đấu khó với Iran, Iraq và Yemen. Dù rất cố gắng thì đội tuyển Việt Nam vẫn thua trước cả Iran lẫn Iraq. Tuy nhiên, chúng ta đã thắng được Yemen, rồi đứng hạng 4 trong số 6 đội bóng hạng 3 xuất sắc nhất có tấm vé vớt kịch tính để đi đến vòng 1/8. Tại đây, đội tuyển Việt Nam đụng độ Jordan và đã kiên cường cầm hòa đối thủ một đều. Trên chấm luân lưu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến thắng 4-2. Ở tứ kết, tuyển Việt Nam gặp cường địch Nhật Bản. Tuyển Việt Nam khi đó đã chơi rất hay, chỉ chịu khuất phục đội bóng mạnh bậc nhất châu Á với tỷ số 0-1. Sau này, hậu vệ Nhật Bản Yuto Nagatomo từng đánh giá đội tuyển Việt Nam như sau. Trước khi hai đội tái ngộ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tôi đã đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup và họ là đội bóng mạnh. Trận đấu đó, Nhật Bản thắng 1-0, thực sự đầy khó khăn. Những cầu thủ đã chiến đấu ở thời điểm đó nên nghĩ cuộc đối đầu sắp tới với Việt Nam sẽ khó khăn để tăng cường cảnh giác. Từng gây chấn động châu Á năm 2019. Tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đem chuông đi đánh xứ người nhưng là dưới tài cầm quân của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hy vọng đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp tục tạo được tiếng vang ở sân chơi lớn nhất châu lục. Sự kiên định của huấn luyện viên Chuzier sẽ thêm lần giống thầy Park giúp lột xác bóng đá Việt Nam. Nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam bị mặc định là không thể chơi thiên về thể hình, thể lực và sức mạnh. Nhiều người thường nhận định cầu thủ Việt Nam chỉ có điểm mạnh là kỹ thuật nên cũng chỉ phù hợp với lối chơi tấn công, bàn chuyền ngắn. Và người ta cũng mặc định chấp nhận một điều là các cầu thủ Việt Nam không thể chơi bao sân được, đi bộ rất nhiều rồi thở dốc từ khoảng phút 60 hoặc 70. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng lầm tưởng như vậy khi tìm hiểu về bóng đá Việt Nam thông qua giấy tờ. Nhưng khi tiếp xúc, ông đã phải thay đổi cách nhìn. Tôi không hiểu tại sao những thế hệ trước lại mang định kiến cầu thủ Việt Nam có thể lực yếu, thua kém so với cầu thủ ở nơi khác. Tôi muốn thay đổi định kiến đó, khai phá những khả năng mới của họ. Tôi cũng không thể hiểu vì sao mọi người lại đánh đồng rằng thể hình nhỏ thì thể lực kém. Trong bóng đá, những cầu thủ nhỏ sẽ rất nhanh. Hơn nữa, cầu thủ Việt Nam rất thông minh, họ hiểu chiến thuật của tôi rất tốt. Ngoài ra, sau khi tiến hành đo đạc các chỉ số cơ thể, chúng tôi cũng phát hiện ra là phần thân trên của cầu thủ Việt Nam khá yếu. Vì thế tôi yêu cầu các cầu thủ đến từ phòng gym của liên đoàn tập khoảng 1 tháng trước khi vào giải U23 châu Á. Tôi nói thật, chúng tôi không có nhiều phương án nào đặc biệt về mặt thể lực. Tôi xin nhấn mạnh, các cầu thủ Việt Nam không yếu về mặt thể lực. Vẫn lời thầy Park từng chia sẻ vào đầu năm 2018, sau khi cùng U23 Việt Nam lên ngôi Á quân châu lục. Để nâng cao thể lực, sức mạnh cho cầu thủ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi chế độ dinh dưỡng của đội tốt hơn, đã cho cầu thủ rèn luyện thể chất nhiều hơn. Điều này vẫn được duy trì đều đặn trong suốt khoảng 5 năm thầy Park nắm quyền ở bóng đá Việt Nam. Cuối năm 2020, ông Park vẫn thường chê các học trò yếu về mặt thể lực, sức mạnh để thúc đẩy họ rèn luyện nhiều hơn. Dù lúc này, thể lực và sức mạnh của các cầu thủ làm việc với thầy Park đã nâng lên đáng kể. Thời điểm đó, Phan Văn Đức, một cầu thủ đúng nghĩa là nhỏ con và mỏng cơm đã chia sẻ. Triết lý của thầy Park là thể lực và chiến thuật phải đi đôi. Thầy Park nói cầu thủ Việt Nam thể lực, sức mạnh hơi yếu. Vậy nên, lần này thầy cho tập gym nhiều hơn. Giờ thể lực cả đội đang lên rồi, nhưng thầy Park cũng vẫn bắt chúng tôi tập thêm nhiều vào buổi tối. Theo đó, tôi thấy mình cũng đang tốt dần lên.
Sở hữu vóc dáng nhỏ bé, mỏng cơm, nhưng dưới sự chui rèn của huấn luyện viên Park Hang-seo, Phan Văn Đức ngoài sức nhanh, khả năng kỹ thuật tốt cũng rất bền bỉ và không hề e ngại các hậu vệ to khỏe của đối thủ. Hình ảnh Phan Văn Đức chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh học trò khác dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không còn giống như nhiều thế hệ tiền bối trước đây bị mặc định là yếu ớt về mặt sức mạnh và thể lực. Nhờ nền tảng cơ bản ấy kết hợp với tinh thần luôn hừng hực quyết tâm, bóng đá Việt Nam trong 5 năm dưới thời thầy Park đã tạo nên nhiều chiến công ở cả cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Chúng ta cũng đã thay đổi phong cách thi đấu sở trường sang phòng ngự phản công, lối chơi vốn yêu cầu rất cao về mặt thể lực. Đấy quả là điều không ai nghĩ tới nổi trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam. Có thể nói, ở phong cách phòng ngự phản công, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam phát huy tối đa dựa trên năng lực của cầu thủ. Giờ đây, khi chúng ta có huấn luyện viên mới là ông Chu Jie, nhiều người kỳ vọng bóng đá Việt Nam có thể tiến thêm một bước nữa, thay đổi lối chơi, trở thành kiểm soát bóng, tấn công dù gặp các đối thủ mạnh hơn. Thực tế là trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã làm được điều ấy. Trong nhiều trận đấu với các đối thủ mạnh, Thái Lan vẫn chơi kiểm soát bóng và tấn công. Nếu thua thì người Thái vẫn có thể khiến đối thủ gặp nguy hiểm. Thậm chí, Thái Lan còn có thể tạo nên bất ngờ, hòa hay thắng bằng lối chơi ấy trước các địch thủ mạnh. Sự đĩnh đạc của người Thái trước các đối thủ mạnh là điều bóng đá Việt Nam đang muốn hướng tới sau khi đã thành công với phong cách cửa dưới của thầy Park. Vậy nhưng, ngay từ khi vừa thử nghiệm lối chơi này trước hai địch thủ mạnh là U23 Iraq và U23 UAE, U23 Việt Nam đã nhận về liền hai thất bại 0-3 và 0-4. Dồn sức kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn nhưng chưa có hiệu quả. U23 Việt Nam lại đánh mất điều cơ bản nhất được gây dựng từ thời thầy Park, đó là sự chắc chắn trong phòng ngự. Vậy thì hướng đi nào cho huấn luyện viên Chu Jie, hướng đi mà nhiều người hâm mộ đang kỳ vọng, có hợp lý hay không? Có nên tiếp tục hay không? Để trả lời điều ấy, chắc chắn sẽ cần thời gian. Nhưng có một điều chắc chắn được vào lúc này là ở Doha Cup 2023 cũng chỉ mang tính chất giao hữu mà thôi. Nó chính xác là sân chơi để U23 Việt Nam thử nghiệm, rèn luyện chứ không phải mang tính hơn thua. Thật may, nhận rõ bản chất đó, huấn luyện viên Chu Jie vẫn đang rất kiên định về hướng đi của mình. Sau trận thua UAE 0-4, ông đã nhắn nhủ với các học trò như sau. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận đấu thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp 1. Ở trận đấu thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất là 60-70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả, bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Ngược về trước nữa, khi chuẩn bị khởi tranh Doha Cup 2023, huấn luyện viên Chu Jie cũng đã nói rõ hướng đi của mình cùng U23 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ khoảng 30-40%. Do vậy, nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn, chúng ta bắt buộc phải nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên ngang tầm với đối thủ. Đây là điều không hề đơn giản và cũng không phải muốn là có thể thực hiện ngay được. Chúng ta sẽ cố gắng cải thiện từng bước một. Doha Cup 2023 chỉ là bước khởi đầu. Thậm chí giải đấu chính thức gần đây như SEA Games cũng chỉ là bước khởi đầu. Bóng đá Việt Nam muốn thay đổi sẽ cần phải kiên định cải thiện từng bước một như lời của huấn luyện viên Chu Jie nói. Biết đâu đấy, sau một thời gian nữa, bóng đá Việt Nam có thể thực sự nâng cao khả năng kiểm soát bóng và tấn công, chơi sòng phẳng bằng vai phải lứa với các ông lớn châu Á thì sao? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!